Vừa cầm sổ hưu, tôi phát hiện mắc ung thư vì cả tuổi trẻ phải tiếp khách. Đó là chia sẻ của một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội vì mắc ung thư gan. Đang điều trị ung thư gan tại Bệnh viện Bạch Mai, người đàn ông 62 tuổi trú tại Điện Biên chia sẻ: "Tôi mắc ung thư gan từ 2 năm trước, vừa cầm sổ hưu là phát hiện ra bệnh." Ông cho rằng bản thân mình mắc ung thư gan vì cả tuổi trẻ thường xuyên phải tiếp khách rượu bia liên tục. Từ những cơn đau thắt ở hạ sườn, vàng da, ông đi kiểm tra sức khỏe nhận chẩn đoán ung thư gan. Ông đã được cắt một phần gan. Gần đây ông đi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện có điểm mờ trên phim nên vào lại bệnh viện để điều trị theo dõi. Cùng điều trị tại bệnh viện, một người đàn ông 54 tuổi trú tại Bắc Ninh cũng mắc ung thư gan di can đại tràng. Ông cho biết hơn 30 năm qua hầu như ngày nào ông cũng uống rượu. Ngày nhiều ông uống tới cả lít, ít thì từ 200 đến 300ml. Uống rượu đã trở thành thói quen không thể bỏ được của ông. Theo Phó Giáo sư Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai, ung thư biểu mô tế bào gan là ung thư phổ biến hàng thứ 6 trên thế giới và đứng thứ 3 trong các nguyên nhân gây tử vong do ung thư ở người. Tại Việt Nam, theo cơ quan ghi nhận ung thư quốc tế được công bố trên GlobalGan, số người mới mắc ung thư biểu mô tế bào gan và số ca tử vong vì ung thư này đều xếp thứ nhất. Nguyên nhân gây bệnh ung thư gan đến nay vẫn chưa được xác định rõ, tuy nhiên, một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh như giới tính, nam giới nhiều hơn nữ. Những người mắc bệnh gan mãn tính, xơ gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan B, C, béo phì, nhiễm độc tố aflatoxin do nấm mốc. Ngoài ra, nguyên nhân gây ung thư gan có thể liên quan đến các yếu tố môi trường làm dụng rượu bia, thuốc lá. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.